Chỗ này là vùng núi và tụi Linh đang từ từ tiến sâu vào trung tâm. Ở vùng núi nhưng mà cảnh vật rất là hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Kênh của Linh. Linh đang đứng ở chỗ cái khu vực gọi là trung tâm của thành phố, khu rừng đen. Và cái khu rừng đen này thì Linh sẽ nói sao cho mọi người nghe nhé. Và đây là khu trung tâm. Tụi Linh tới đây buổi sáng để tụi Linh đi ăn sáng. Và khi mà tụi Linh muốn đến cái tiệm Việt Nam ăn sáng thì cái tiệm đó nó nằm ở phía kia. Tụi Linh sẽ đi tới đó. Và bây giờ mọi người nhìn một vòng thành phố của Linh nhé. Đây nhìn nó giống Đà Lạt của cả nhà hả? Nhưng mà chạy lại. Bây giờ chạy thử coi nó sao tao. Chạy tao ước nó chạy hết con nó kêu cho Linh chạy, chạy thì chạy. Và giá là phần iman
trung tâm của khu rừng đen. Ở cái trung tâm này có một cái quán ăn Việt Nam nấu theo cái khẩu vị Bắc rất là ngon, Linh thích lắm. Lần trước đi tới ăn đây ăn 2-3 lần luôn. Xong cái Linh nói là khi nào mà trở lại khu vực này hoặc là có dịp và giới thiệu với mọi người thì Linh sẽ quay lại cái quán này. Bây giờ tụi Linh trở lại nhưng mà không biết là họ có mở cửa hay không. Hồi nãy tới thì họ chỉ có mở cửa và không biết họ có bán lâu không nữa. Đây là cái nhà hàng Việt Nam ở cái khu vực này. Và đây là cái thực đơn. Rồi Linh vừa thấy có người tới vào ăn, Linh tưởng là chỉ có một mình gia đình Linh ăn sáng kiểu Việt Nam thôi, ai ngờ cũng có Tây ăn nữa. Oh sorry. Có cái bàn thờ. Hình Phật dễ thương quá, hình Phật đẹp quá. Linh mới vừa hỏi cái chị chủ, tại Linh Linh thấy bài trí khác nhau, bài trí khác lúc trước thì cái chị này nói là chị mới lấy tiệm 2 năm thôi. Trước đây thì có chủ khác thì Linh ăn của chủ khác rồi, còn cái chị này thì mới bán thì Linh chưa biết như thế nào. Gia đình Linh đang lái xe ở khu vực khu rừng đen. Vì sao khi kêu cái tên khu rừng đen là tại vì mọi người thấy đó, xung quanh có rất là nhiều cây thông cao. Đương nhiên bây giờ mình đang chạy xe vào buổi trưa thì mọi người sẽ thấy cái cảnh đẹp và có ánh mặt trời. Nhưng nếu mình chạy vào buổi tối thì và bây giờ là cái mùa xuân và cây nó đã những cái cành cây đã gãy rồi thì có nhiều ánh sáng. Nhưng mà nếu mình chạy vào buổi tối và một cái khu sâu một tí á thì ánh sáng khó xuyên qua mấy cái cành lá này, nó dày đặc luôn, cho nên nhìn rất là tối. Và khi mà buổi tối màn đêm buông xuống á thì thật sự là nó trở thành một khu vực đen tối luôn á, đen thui luôn. Cho nên ở đây người ta đặt tên là cái khu rừng đen. Và cái khu rừng này á có nhiều cái văn hóa rất là phong phú luôn. Có một cái nơi bán đồ mà mình đến đó mình cứ tưởng là cái khu vực của Đà Lạt thôi, nhưng mà rất là đẹp, đẹp lắm. Lần này thì tụi Linh không có tới đó, tụi Linh chỉ đi xuyên qua đây để nghỉ ngơi thôi và cho mọi người xem cái khu vực này như thế nào. Ở đây có suối cũng rất là đẹp, tại vì tụi Linh đã ở đây cũng 3 tuần vào năm 2018 rồi, cho nên cái khu vực này thì Linh có thể nói nhiều một chút về cái khu vực này. Cô này đạp xe lên núi căng đảm quá.
À, một cái điều mà Linh thấy là bên Đức mình đó thì ít xe đạp hơn là bên Hà Lan, chắc có lẽ là tại địa hình và cái vùng này Linh đi thì vùng núi rồi chứ không phải là vùng dân cư, cho nên mình cũng sẽ không thấy là xe đạp nhiều. Nhưng mà Linh thấy rất nhiều người chạy xe đạp gọi là giống như là chạy thể dục á, thì họ ở đây nè, thêm một người nữa nè đang chạy phía trước đi, họ cũng tích cực chạy qua cái khu vực này. Lúc nãy Linh nói cái thức ăn của Việt Nam á, nó không ngon bằng lần trước, thì có lẽ là tại vì Linh không sử dụng nước mắm, Linh ngồi trên xe cho nên Linh chỉ ăn bún với chả giò và rau thôi, cho nên nó hơi bị lạc. Và lần trước thì Linh ăn nhiều món hơn, cho nên Linh có thể giống như là cái ký ức của mình nó đẹp hơn á, thì Linh thấy nó ngon hơn. Nhưng mà nói chung là cái chỗ này nó ít ngon hơn thôi, theo cái khẩu vị của Linh hiện tại, và Linh chưa bỏ nước mắm. Nếu mà người có thử á, thì chắc có lẽ là nó cũng không có đến nỗi tệ đâu, Linh thấy Linh ăn cũng được. Nhưng mà Linh nói là vì cái ký ức của mình đẹp á, cho nên Linh thấy nó hơi ít ngon hơn cái tiệm trước. Sao của Linh. Cảm ơn, bye bye và chúc mọi người.